Vâng, kính thưa quý vị khán giả cả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2, nhiều tuần qua vì rất là nhiều công việc, nhiều lý do và mỗi người trong chúng tôi đều có một cái lý do rất là chính đáng. Chính vì vậy cái chương trình Cà Phê Sáng Chủ Nhật đã không được tiếp tục. Nhưng hôm nay ở Hà Nội, mùa thu đã qua đi, mùa đông đã đến, khi chớm lạnh cái xe mùa đông, rất là nhiều những cái kỷ niệm và rất nhiều những cái sáng tác liên quan đến rất là nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Và trong đó là có nhạc sĩ Phú Quang vừa không may đã đi về cõi vĩnh hằng. Và anh Hoàng Anh Khiêm là một trong những người sáng tác cũng đồng hành cùng nhạc sĩ Phú Quang đi rất là nhiều năm. Và hôm nay quay lại chủ đề Cà Phê Sáng Chủ Nhật, có lẽ nhường lời cho anh Hoàng Anh Khiêm, có thể anh tự đưa ra một cái chủ đề của buổi đàm đạo của buổi cà phê online hôm nay, và cũng là cái chủ đề xin mời cho anh Khiêm có những lời chào đến quý vị khán giả và anh dẫn dắt cái buổi hôm nay cà phê sáng để tôi và anh Bùi Văn Khang hưởng ứng và họa phụ theo ạ. Vâng, xin mời anh Hoàng Anh Khiêm ạ. Vâng, xin chào các anh. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay tại Hà Nội thì tang lễ của nhạc sĩ Phú Quang đang diễn ra. Dạ vâng. Anh Thái Thăng Long thì đã ra Hà Nội từ ngày hôm qua, và chắc hôm nay là đang có mặt tại đám tang. Thế thì dường như là linh tính đã báo trước cho tôi cái tin buồn này. Cho nên là trong rất nhiều cái clip mà liên quan đấy, nói về thơ hoặc là nói về các cái vấn đề về thời sự chính trị đấy, thì tôi đề cập đến nhạc sĩ Phú Quang và anh Thái Thăng Long hơi nhiều. Vâng, có lẽ nhiều hơn rất nhiều. Vâng. Thì buồn thì buồn thật, thế nhưng mà cũng an lòng vì Phú Quang đã ra đi. Anh ấy bị bệnh đã 2 năm nay, hết nằm bệnh Mai rồi đến bệnh viện Việt Xô, và vừa rồi thì là sau nhiều tháng phải dùng máy thở, gặp bạn bè thì mắt mở nhìn nhưng mà không nói được. Thế thì anh Thái Thăng Long cũng đã ra Hà Nội rất nhiều lần và lần nào cũng ghé thăm bạn và đã để lại những cái sáng tác rất là buồn, khi gặp rồi lại chia xa. Thế thì như mọi người bạn hay là những người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang, mà tôi gọi là nhạc sĩ của Hà Nội phố, và cái nét hào hoa của thơ Thái Thăng Long này rất phù hợp với lại nhạc sĩ Phú Quang, âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Bởi vì các anh cùng có một cái tâm trạng của người Hà Nội và nhiều năm đi xa rồi lại trở về, vội vã trở về, vội vã ra đi. Một cái hoài niệm đấy, tôi nghĩ rằng là về phố cổ Hà Nội thì thường tập trung vào cái thập niên 70, khi mà đường phố vẫn còn keng keng tiếng tàu điện, đường Nguyễn Du vẫn nồng nàn mùi hoa sữa, và đường Nam Bộ vẫn xình xịch tiếng xe lửa. Thế rồi cái xúc cảm của nhà thơ Phan Vũ đấy, trong cái bài Hà Nội phố, thì khi mà gặp nhau ở Sài Gòn đấy, thì anh Phan Vũ đấy đã đọc cho Phú Quang nghe cái bài thơ Hà Nội phố. Phú Quang rất xúc động, và hai
Hoặc là 3 ngày sau thôi đấy. Thì ca khúc Em ơi Hà Nội phố ra đời. Và ca sĩ Lệ Thu đấy được chọn để thu âm đầu tiên. Tôi nghĩ rằng là đây là một tuyệt tác về Hà Nội thập niên 70 vào năm 1972 với 12 ngày đêm Noel năm 1972. Cây bàng mồ côi mùa đông và tiếng chuông ngân Hà Nội đổ nát đã vào thơ Phan Vũ. Thì như với âm nhạc Phú Quang đấy thì những hình ảnh về Hà Nội hoài cổ, Hà Nội thân thương và Hà Nội anh dũng trong trận Điện Biên Phủ trên không, sự đổ nát của phố Khâm Thiên, đau thương của Điện Biên Thủ đã lắng đọng, đã được Phú Quang cắt tỉa một bài thơ dài của Phan Vũ thành những cái ca từ cho ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Thì sau Lệ Thu thì tôi nghe là Bằng Kiều là hát là rất là tình cảm, bởi vì Bằng Kiều cũng là con cháu nhạc sĩ mà thân với lại gia đình nhạc sĩ Nguyễn Phú Ân, nhạc sĩ Phú Quang. Trong nỗi buồn này thì tôi cũng làm 4 câu thơ Hà Nội phố chia xa, ngàn lời ca khóc bạn, hoa sữa rơi thầm lặng, Sài Gòn đã lập đông. Thành Thái Thăng Long thì làm tới 2 3 bài liền nhưng lắng đọng lại đấy cả âm nhạc Phú Quang và lời thơ của Thái Thăng Long thì đã tạo nên rất nhiều ca khúc mà tôi đã làm trong một cái kênh YouTube dành cho hai anh thơ Thái Thăng Long và nhạc Phú Quang. Thì tôi cũng sẽ gửi lên trang cái link này đấy để chúng ta cùng thưởng thức, cùng hoài niệm nghe lại những cái giai điệu, những cái ca từ rất là hào hoa này của nhạc sĩ và thi sĩ. Thế còn trong cái buổi hôm nay thì tôi cũng không nói được gì nhiều, nhưng mà tôi nhớ một bài thơ mà bây giờ tôi tìm mãi chưa ra, trên Facebook thì nó có trôi tuần tuột đấy, tìm mãi mà nhất hôm nay nó hơi trục trặc nữa. Thế cho nên là cũng xin là luật sư Bùi Văn Khang, thi sĩ Bùi Văn Vâng, Khang tâm sự. dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng là buổi sáng nay anh em gặp nhau nó có một cái sự đồng cảm nào đó, tự nhiên nó lại có một cái chút trục trặc, nhưng chính cái sự trục trặc ấy để chúng ta chỉ nán lại một chút thôi, thì thấy được với một cái cảm xúc là ly cà phê chủ nhật được buồn, buồn với cái hào hoa của nhạc sĩ Phú Quang, buồn với sự chia xa và nỗi nhớ như anh đã thống kê vừa rồi, rất là nhiều những cái kỷ niệm nó cứ tuồn tuột trôi đi nhưng nó lại cứ tuồn tuột quay về, không biết cái nào trước cái nào sau. Vâng, đó cũng là những cái kỷ niệm, những cái điều đáng buồn nhưng cũng đáng là tự hào nói về nhạc sĩ nhà thơ Phú Quang, rất là với cái ca khúc như anh vừa mới thống kê Em ơi Hà Nội phố, nhất là mùa đông đã chớm 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 đến với những cái điệu nhạc du dương. Vâng, và như anh giới thiệu, như anh đã truyền tải, có lẽ là nhà thơ, nhà thi sĩ
và luật sư Bùi Văn Khang lại tiếp nối những cái dòng suy nghĩ, những chia sẻ của cái buổi cà phê sáng chủ nhật hơi buồn để nói về những cái kỷ niệm đối với nhạc sĩ Phú Quang, một nhạc sĩ tài ba và có thể nói là lỗi lạc ở cái dòng nhạc trữ tình mà để lại trong lòng công chúng ở rất là nhiều thế hệ. Vâng, xin mời anh Bùi Văn Khang ạ. Vâng, xin chào Thám tử Danh Hai và anh Khiêm cũng như là cộng đồng mạng. Thế thì không biết nó có cái trùng thế nào. Đêm qua tôi cũng không ngủ được. Thì tôi lại có một cái cô bạn. Cô bạn này là cô bạn già. Nhưng mà chúng tôi đã hứa với nhau là chỉ viết thơ về tình yêu thôi. Đấy, thế thì nhưng mà bây giờ cái bài thơ nó lại đang trong máy, mình không thể nhớ được. Làm đối họa với cô ấy rồi. Thế nhưng bây bảo mình bây giờ có chỉ có mà nhắn sang cho anh Thắng Tử ẩn thứ hai thôi. Thế thì tí nữa phải tắt đi xong rồi nhắn đi với có hai cái bài thơ ấy. Vâng, thế thì chút nữa anh cứ nhắn lại, em sẽ lại lại đọc lại hoặc là chia sẻ, anh lại nhớ ra và truyền tải cảm xúc đến quý vị khán giả nhân một cái chủ nhật buồn, chủ nhật cà phê sáng buồn. Vâng. Cái này có những cái này lại đụng đến phố À em vâng. phố mà anh Khiêm anh vừa nói thì tôi lại một cái hò hẹn của cái cô kia là viết cho tôi là viết về hoa nhưng mà nhớ về anh, thế thì tôi lại phải trả lời lại lại là hoa hẹn phố và phố hẹn hoa, hôm nay có thể là có cuộc gặp đấy. Thế thì tự nhiên là tôi cứ gặp ngay cái chữ phố đấy em ơi, Hà Nội phố mà tôi viết là Hà Nội và em luôn. Cái đầu đề của tôi là phố và hoa. Cái để tặng mẹ cô ấy thì là cái đầu đề của tôi lại là tôi hai chúng tôi là hòa coi như họa với nhau mà. Nhưng mà bây giờ thì không nhớ ngay được, đêm mình viết trong cái lúc lúc bây giờ là 11:39 à. Xong rồi là ngủ luôn. Cho nên bây giờ mà thì không thể nhớ được. Nhưng mà nó có trong máy rồi rồi. Thì tí nữa sẽ gửi cho anh Thanh cho người cái ấy sau. Nhưng mà Vâng. đấy nó lại có những cái chữ phố bảo anh em ơi Hà Nội phố, tôi thì Hà Nội và em và cũng là em và Hà Nội và hoa và phố. Thế thì tự nhiên lại nó có hay là ông Phú Quang ông ấy có cái nhắc nhở những cái người này là có một thời đã là hát bài của ông ấy. Tất nhiên là bây giờ thì nó bập bõm, mà thời xưa thì nè hát rồi là nhiều rồi anh Khiêm ạ. Cũng là cái gì là hoa sữa thôi bay cái gì đấy em ơi, Hà Nội phố hoa sữa thôi bay đúng không, cái gì đấy em bây giờ là phải tự nhiên giờ là không nhớ được ngay. Nhưng mà có hôm nào mà có chủ đề ấy, thì có khi chuẩn bị bài hát hát được một cái bài của Phú Quang. Thế có thể là tuần sau là cái rỗ tuần đầu của anh ấy thì ta lại hát mấy bài về Phú Quang để thay những nén hương để dâng lên hương hồn anh ấy, bởi vì một thời Phú Quang cũng đã để lại cho những cái thế hệ trẻ của chúng tôi đi vào Nam đấy, nhưng mà cũng mặt mòi với lại cái những cái đường phố leng keng của cái tàu điện mà như anh Khiêm vừa nhắc đấy. Ở cái trên tàu điện của tôi lúc thời ấy cũng có rất nhiều kỷ niệm mà tôi vẫn bây giờ thì bây giờ tự nhiên thì nó nhớ nó bập bõm ngay cái bài thơ mình vừa làm đấy thì cũng còn không nhớ nổi đấy. Cũng Nhưng mà là một con đường. thì đọc được đúng không? Bây giờ có một cái cách này để ta tạm nói những cái chủ đề khác đã, thơ thì nó cũng chả thiếu. Thế nhưng mà thôi thì thơ rồi tôi buồn, mấy những cái người ra đi rồi thì tôi có một cái nỗi buồn là thời gian vừa qua thì rất nhiều văn nghệ sĩ là cộm cán nhưng mà cũng ra đi trong cái mùa dịch vừa rồi cũng rất nhiều các anh ạ. Không biết là các anh có để ý. Thế nhưng mà cái giới văn nghệ sĩ ấy, là ra đi rất nhiều, cho nên là mình không hiểu là sao, là hay là người tài quá trời cất về trời nhiều không biết nữa. Thế nhưng mà tháng nào hầu như cũng có mấy ông đi mà toàn những người đáng nhớ thôi,
đáng quý, đáng trọng, cả nam cả nữ, để rồi là họ có nhiều những cái nó khuất tất khổ ải, thế rồi là làm từ thiện thì mình có khi là cũng bớt phớt lờ đi, cũng chả cần gì luật gì cả, thế cuối cùng bây giờ lại bẻ nhau ra. Thì cái giới văn nghệ sĩ như là tôi hay Kiêm có một chất máu tí thì coi như là bây giờ cứ cái gì cũng cứ đụng nó bẻ choe ra, thì nó cũng không phải văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ đôi khi người ta cũng coi như là cái coi như cái vật chất mà người ta đã làm, người ta đưa đi để cho người ta đấy, thì người ta không muốn có một cái sự cứ can thiệp vào cái chỗ này chỗ khác. Mà cũng có những anh bạn văn nghệ sĩ cũng trao đổi với tôi về một số cái trường hợp đó bị có cái sự cố của các văn nghệ sĩ trong cái việc làm sự kiện, thì thấy là đúng là đôi khi mình phớt lờ, mình làm nhanh quá, làm đúng quá, mình làm theo lương tâm của mình, không muốn dính líu qua một cái cơ quan nào khác, bởi vì các cơ quan ấy đã đưa cho ví dụ như cả các một số cái ủy ban, các cấp xã, thế rồi một số cái đoàn nếu thì lại qua một cái bước trung gian thì nó lại mất mẹ đi nửa bát cơm. Cho nên là cái văn nghệ sĩ nhìn thấy như thế là nó không thấy không bàng hoàng, thì có khi đưa thẳng ra thì không qua cái chính quyền thì tự nhiên nó lại thành sai đấy. Cho nên là cũng là cái tương nhau, cũng có cái anh họ ý kiến hỏi tôi bảo vậy thì ông thì cũng thơ phú tí, thì tôi hỏi ông tí vậy thì những cái trường hợp này nó cũng đáng nên phải là chúng mình nói với nhau. Tôi bảo là tốt nhất là các bác tự thỏa thuận với nhau, thì việc cái gì mà các bác đưa nhau ra là chỗ này còn nhiều chỗ kia còn ít, thì bây giờ còn ở đâu đấy thì tiếp tục đưa ra mà phát thì có cái gì đâu, mà các bác đưa đi trực tiếp ấy, như tôi thì tôi cũng thấy là đồng ý, nhưng mà các bác ghi chép lại một chút. Thế còn cái văn nghệ sĩ thì bây giờ thôi là cứ đưa cho ông là coi như là xong rồi, tấm lòng với tấm lòng, có khi cũng chẳng phải có khi giấy tờ mới hỏi giấy tờ đâu, chứng cứ đâu. Nhưng thưa anh Khiêm này, các bác ấy có khi hát thì nhiều ông quên cũng chả nhớ đâu. Cho nên là bây giờ mà cứ rạch ròi hỏi cái chỗ này tại sao không đưa đến chỗ mặt trận này, không anh đưa đến là chỗ cho ai, thì có khi người ta cứ thấy có người kia kêu nghèo người ta đưa cho đi còn gì nữa, thì cho cứu người ta chứ còn cái gì đâu phải lại còn phải ký rồi lại phải nhận rồi lại phải thanh quyết toán. Nó chính là đôi khi chính là mình tự nhiên để bóc mẽ nhau ra những cái chuyện ấy. Thì tôi cũng khuyên các ông ấy là thôi, chắc chắn là rồi đây chính sách nhà nước cũng sẽ phải thay đổi cho các người đi làm từ thiện. Mà tôi cũng nhân cái thể cái từ thiện này của các văn nghệ sĩ ấy, để báo cáo anh thám tử là này, nó lại liên quan cái đến cả cái vụ Hồ Duy Hải. Thì tôi bảo Mai kêu Hải ra thì tôi chắc với nhiều các anh ấy, thì tôi đề xuất cho Hải để làm phó giám đốc hoặc cả giám đốc làm từ thiện quốc tế. Thì nó đã bị tù rồi, nó không bao giờ nó tà tất bất tinh hay là làm cái gì sai nữa. Đấy, mà nếu mà nó được làm như thế mà nó bảo là thôi thì bác giúp cháu về mặt pháp lý các thứ cho nó kín thì ok, giúp nó ngay để làm những cái điều thiện, thì đấy cũng là một cái rồi đây. Có thì đấy là một cái bài học để mình làm sao về mặt từ thiện, về có liên quan đến các nhân nói đến nhạc sĩ Phú Quang thì cũng là giới văn nghệ sĩ cả, thấy thương nhau, có khi mà cái ý kiến của mình thì người ta mới đưa cho để mà đấy cũng khéo một chút để lại người nọ nghi kỵ người kia. Mà cái mà văn nghệ sĩ thì còn cứ đố kỵ nhau nhiều quá, những cái này nó phức tạp. Và tôi nghĩ rằng rồi đây mọi chính sách sẽ phải thay đổi. Thế thì hôm nay em này cũng phải thôi, thì bây giờ thì thơ thật thì nói thì cũng nhiều rồi. Hôm vừa rồi thì em mới có cái bài thơ là dòng sông viết cho dòng sông xưa thì có một cái câu thì cũng là thôi cũng lấy của cái cô bạn mà sống chết vì thơ một thời, mà cô phải có một câu quấy mà rất là hay mà em nghĩ là em mang ra suốt đời.
Thì em cũng lấy câu của cô để em kết cái bài thơ ấy. Là cớ chi sông cứ lượn, để con đê kẻ phải lòng lượn theo. Nó khổ vậy, không biết là con đến cái dòng sông với con đê nó là đất thôi mà nó cũng còn quấn nhau, nó còn yêu nhau, nó còn thương nhau như thế, nên là huống chi là lòng người. Phải không anh Khiêm nhỉ? Cho nên là tôi nói là đúng là có những cô gái, cũng bất thần, cũng không chưa đi đâu mà cô là đi với mình mấy ngày, mà vì tôi không biết hai cô mình quá, vì mình cũng thơ nọ thơ kia, xong rồi cô tráng cho hai một cái câu ấy, mà mình nhớ đời luôn, là tức coi như là những cái bài viết về dòng sông thường là mượn ý của cô ấy. Cái câu nó hay quá, nó hay cả từng người, nó hay cả về một cái tính nhân văn và cái ẩn dụ, nó hay lắm. Đã anh Khiêm nhỉ, thế đọc lại đấy, nó rất là đơn giản thôi. Cớ chi vòng, để con đê kẻ phải lòng lượn theo. Con đê mà không đi với dòng sông thì đi với ai, đi chỗ nào, đắp vào đâu, bồi vào đâu, ngăn nước vào đâu. Thế cho nên là từ những cái dòng thơ ấy, cái chủ nhật này anh em mình là cà phê sáng với nhau lại có những câu chuyện, có khi hai câu thơ thôi. Cho nên là Trần Đăng Khoa với em ấy thì lại muốn là có cái một cái dạng thơ là gọi là thơ haiku, tức là thơ haiku thơ thơ chỉ có hai câu thôi. Thì đấy đấy cái thơ vừa nãy là một trong những cái là cái thơ haiku đấy, là thơ hai câu rồi, không biết nhiều, bây giờ không có thời giờ dài nữa, nhớ làm sao được thời buổi 4.0 với 5.0 rồi anh Khiêm nhỉ. Thì cho nên là không có nhớ dài được nữa, cho nên là thôi ta lại đi vào cái dòng cứ ngắn ngắn vậy. Thế thì hôm qua ấy, thì các bác cũng bảo vệ đọc cái ý kiến 4 điểm gì đấy của bác Nguyễn Phú Trọng. Bác cái này cũng có cái hai câu, hai cái thơ mà cũng có hai gọi là hai cu, cũng chỉ có hai câu rồi. Em cũng không nhớ nhớ mấy nữa, nhưng mà đại ý là có câu là cái gì nhỉ, là chính sách thì là rất là tốt, ý là như vậy, nhưng mà thực hiện thì nó chẳng ra cái gì cả, ý là như vậy. Mà đang làm Cũng chỉ có hai câu thôi. Thế rồi nói về những cái chuyện tranh đua tiền bạc thì cũng có hai câu thôi. Nếu mà có mất mất một miếng ăn ấy thì coi như là thì bà gan gan cũng phải lộn lên như mẻ. Thế thì em chưa nhớ kỹ, không biết là anh Thanh anh có nhớ hai câu không? Nhưng mà cái ý nó vậy, nhưng mà thế. Vâng, có lẽ là nó cũng rất là nhiều ý, bởi bác nhắc đi nhắc lại không phải là hai câu đó mà rất là nhiều câu. Ngay từ cái việc mà bác ấy nói là đằng trước mặt thì khen nhau nhưng đằng sau thì lại nhầm sơ hở để như thế là hãm hại nhau. Và cái chuyện đó cũng ra được câu thơ, rồi cái chuyện miếng ăn là miếng nhục cũng ra được câu thơ, rồi bất cứ cái gì bác cũng ra được câu thơ. Nhưng có lẽ là cái chủ đề này hôm nay em đã nhường cho bác Hoàng Anh Khiêm. Hình như hôm nay nhìn cái nét mặt của bác từ đầu đến giờ vẫn thấy đượm buồn, rất là đăm chiêu. Mà có lẽ liên quan đến cái chủ đề về nhạc sĩ Phú Quang mà ở Hà Nội mọi người đang tụ tập về để thắp nén tâm nhang cuối cùng và cũng làm các cái tang lễ để đưa anh về nơi vĩnh hằng. Thì có một cái điều em cảm nhận được thế này. Hình như là cái mệnh của con người nó khó tránh. Và phần nhiều nhạc sĩ Phú Quang liên quan đến heo may, đến mùa đông, đến cái nỗi buồn man mác. Và đến với anh, rõ ràng là mùa đông nhưng anh ra đi cũng là ngày chớm đông. Phải chăng đây nó là cái mệnh mà con người ta khó tránh? Và buổi hôm nay gặp gỡ cũng là chớm đông, thấy cái nét mặt phảng phất buồn của anh. Không biết là hôm nay nếu như phù hợp để chia xa với người nhạc sĩ tài ba là bạn của anh, là những cái người đã làm cho anh rất là nhiều cảm hứng để sáng tác trong cả cái quá trình anh để lại rất là nhiều dấu ấn. Thế thì anh có thể
tiến những người bạn đáng quý, những người nhạc sĩ tài ba bằng những cái vần thơ buồn chớm về mùa đông, có lẽ trong anh đã ấm áp rồi. Anh có thể là cho nó vơi bớt đi bằng chính cái sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang để tiến anh về nơi vĩnh hằng, cũng là cái điều có thể mọi người cũng đang mong chờ, mọi người đang mong muốn. Thế có được không anh? Vâng. Vâng, thế thì xin mời anh ạ. Anh Khiêm có thể cầm đàn và anh hát một cái bài của Phú Quang đi, để chúng tôi cùng cùng coi như là cùng cùng đồng lòng với lại cái tâm hồn ấy, để coi như thay nén hương đưa về với hương hồn anh. Vâng, ý Anh nhé. kiến vâng ý kiến của anh Bùi Văn Khang hay lắm đấy ạ. Vâng, hay hay Đúng là lắm anh Kiệm. Vâng, cây đàn thì tôi mới thay dây, thế nhưng mà chưa thử, bởi vì là đã 30 năm nay là nó cứng quá rồi. thế thì thay thay lời muốn nói, hôm nay Tiến báo nhạc sĩ Phú Quang về nơi Vĩnh Hằng, anh thay lời muốn nói đi, thử cũng là điều tuyệt vời, hay cũng là đi vào lòng người, mà không hay Vâng. cũng là cái kỷ niệm tiến bạn Vâng. về nơi bên kia anh ạ. Vâng, Thì thế anh ạ. thì Cây nhạc sĩ bạn Vũ. mồ côi mùa đông, đúng không ạ? Ai Ở âm nhạc của Phú Quang ấy, thì phần lớn là phổ thơ của nhiều nhà thơ khác, trong đó là nhà thơ Thái Thăng Long thì được phổ nhiều nhất. Còn lại, chúng ta cứ xem những cái kênh YouTube mà tôi đã viết cho hai anh Vâng. thiết kế cái video đấy, những ca khúc của Phú Quang phổ nhạc của Thái Thăng Long. Thế nhưng có một bài đấy Hà Nội và em khi thu chấm đông sang, Vâng. thì Phú Quang viết lời luôn và tự biểu diễn luôn, rất xúc Vâng. động. Ôi Có mấy hay câu quá. thơ đó Phú Quang viết như thế này: Vâng. thu rất thật thu là khi chớm đông sang, em rất thật em là khi là lúc em hoang mang lựa chọn, anh rất thật anh là lúc anh ra đi nhẹ gọn để bớt cho em tránh một lời chào và tránh cho đời một chút gió lao sao. Có lẽ là lang máng là nó như vậy. Thì Phú Quang thì có rất nhiều mối tình, tất nhiên là rất nhiều người hâm mộ, phải không ạ? Nhất là phái đẹp, Vâng. như ca sĩ như Ngọc Anh, như Lệ Thu hoặc là Phương Anh, vân vân. Thế thì cái tâm trạng của tôi đối với thơ ca, đối với lại âm nhạc lúc này đấy, giống như là cái tâm trạng của nhà viết kịch lỗi lạc, nhà triết luận văn học sâu sắc người Đức đang tồn vào đấy. 50 năm trước thì ông đã viết như thế này, tức là nửa nửa thế kỷ trước đấy, và tôi đã thuộc lòng những câu thơ của bà đấy. Ông chủ trương là khi đã viết kịch bản và biểu diễn sân khấu thì những nhân vật nhập vai đấy thì không được hóa trang hoặc là nhập vai như thật, như là bi kịch của Shakespeare chẳng Diego là cái thằng mà lưu manh, và đã bị một khán giả đây là rút súng lục ra bắn chết. Thế ông biết là nơi đây an nghỉ một diễn viên giỏi nhất và nơi đây yên nghỉ một khán giả giỏi nhất, thì Beethoven và Brecht sửa lại là nơi đây yên nghỉ một khán giả tồi nhất và nơi đây yên nghỉ một một diễn viên tồi nhất. Đây là diễn như thật, thế không phải, thế mà phải hóa trang thôi để người ta biết là đây là sân khấu chứ không phải là đời thực. Điện ảnh cũng vậy, cho nên tâm trạng của Beethoven với lại văn hóa văn nghệ với lại cuộc sống
với tất cả những điều sai đúng, sự thật, dối trá. Thì ông viết như thế này: tôi ngồi xuống lề đường chờ người lái xe thay lốp mới. Nơi tôi đến chẳng có gì chờ đợi, nơi tôi bỏ đi cũng chẳng có gì hơn. Vậy mà tôi vẫn đứng trông, sốt ruột chờ người lái xe thay lốp mới. Rõ ràng là đi không mục đích mà. Đi trong vô định. Thì cái tâm trạng của tôi cũng khoảng 5 năm trước, cái đêm nhạc Phú Quang mà tổ chức đấy, anh Thái Thăng Long và Quang Lý ra Hà Nội tham dự. Thì cái mùa hạ buồn ấy, thì tôi đã viết mấy câu như thế này: mới giữa hè mà đã vắng tiếng ve, cánh phượng đỏ rụng rơi những mảnh đời lỡ dở. Nuối tiếc mãi mà chi, những khúc hát của một thời hoa đỏ, bông cải vàng lãng đãng cảnh biệt ly. Thì tâm trạng đó là tâm trạng bâng khuâng. Tôi về đánh một bàn với Thái Thăng Long ấy, ngồi uống trà đấy, cùng với Bùi Mạnh Hảo ở ngay cái chân cầu vượt đường Cộng Hòa đó. Thì anh viết bài thơ là Ghi chú cho thời gian, trong cái tập thơ là Kẻ ăn xin thời gian, mới xuất bản 3 năm nay. Thì tôi viết về cái bài thơ Ghi chú thời gian như thế này: nhà thơ ơi, tôi đã thấy nước mắt anh rơi bên chén trà đã nguội. Ánh mắt thẫn thờ và con tim nhức nhối, ta chẳng thể đổi trao trong dáng chiều bức bồn. Và anh cũng chỉ lặng im, thêm cúi thấp mãi đời, chung một nỗi đau và câm lặng nhìn nhau. Bài thơ vẫn bâng khuâng nát nhàu trang bản thảo, nước mắt nhạt nhòa có nước mắt riêng tôi. Và bài thơ anh, cảnh nước mất nhà tan, quất nghẹn lời ca dao của mẹ. Đấy là chiều mưa ngày 17 tháng 6. Và nó vặn vào mấy câu thơ màu xám mà tôi đã đọc rồi. Mọi lý thuyết đều là màu xám. Xám hoàng hôn, mây xám u sầu, tình yêu đến rồi đi, cơn mưa chiều u ám, vận nước cũng lâm nguy, thêm xám bạc mái đầu. Cuộc đời sẽ ra sao, em sẽ sống ra sao, ta sẽ sống ra sao, triệu muôn triệu tâm hồn u uất. Nước đã mất, ta sẽ về với đất, xám bạc ánh chiều, giọt nước mắt lặng câm. Đấy là vào năm 2018. Và sau đó thì với Thái Thăng Long, với Bùi Mạnh Hảo, thì tôi có đưa ra hai câu thơ đề từ: thơ thần văn chương ngũ vàng mùa hoa cải, thời hoa đỏ đẽ bàn bởi vận nước nguy nan. Có lẽ là cánh cựu chúng mình chúng ta là rất mê cái bài thời hoa đỏ, phải không? Vâng, đúng như thế anh ạ. Chứ không phải mùa hoa đỏ đâu. Vâng, 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 chính xác đấy ạ. Thường những cuộc chia ly đấy thì nhớ đến mùa hoa cải bên sông. Vâng. Thì tôi viết với Thái Thăng Long như thế này: có lẽ nhà thơ sẽ rùi mài viết sử, bởi sau những cuộc trường chinh, đất nước sẽ về đâu. Quất hận chất chồng không hóa giải, thương lòng hai thế kỷ hỗn mang bởi thù nhà nở được. Mơ mãi về nơi xa đã nhạt nhòa vọng ước, Hà Nội hào hoa chí trá lẽ bạn thủ. Hồn dân tộc đắm chìm trong bão lũ, chết luận sống còn trong ảo vọng u mê. Máu lửa điêu linh quặn nỗi đau lòng mẹ, xương cốt mồ hoang trải khắp dải biên cương. Vườn tờ quê hương cũng thành bãi chiến trường, nạn cướp đất đào mồ giữa đêm đông súng nổ. Ai giải phóng ai, nỗi đau nào chăn trở, vận nước nguy nan nhớ quắt quay đồng đội. Rừng xăng lẻ khe lâu Đại Bác gầm bom rồi, và biển đảo biên cương máu văn đổ không ngừng.
được văn chương giang dở giữa đời thường, níu kéo thời gian đồng hành cùng thế kỷ, lặng lẽ thắp đàn hương viếng vong hồn tử sĩ, biết bao giờ đất nước sẽ bình yên. Thế thì cái bài níu kéo thời gian đấy, kẻ ăn xin thời gian đấy, hay là đồng hành cùng thế kỷ đấy, là những tập thơ rất nổi tiếng của nhạc sĩ của thi sĩ Thái Thăng Long. Thế cái bài này tôi viết mới năm ngoái, tới năm 2020. Thế thì cái đêm nhạc Phú Quang tổ chức đấy và tôi không ra Hà Nội được đấy, lại cùng với lúc tôi là tôi gặp lại mối tình đầu sau 44 năm xa cách, nàng đã vào Sài Gòn và chúng tôi đã tìm lại được nhau. Thế nhưng sau đó thì lại phải chia tay, và là sự chia tay vĩnh viễn. Thì tôi đã viết trong cái bài là nước mắt rơi và nụ cười héo hắt. Nàng bây giờ cũng rất xinh đẹp, vẫn xinh đẹp như xưa, mà có lẽ còn đẹp hơn nữa, bởi vì là khi tôi gặp nàng thì nàng mới có 16 tuổi, sinh viên năm thứ nhất, còn tôi là sinh viên năm cuối, sắp ra trường. Thế thì gặp nhau thì nàng từ chối những cái món quà tôi tặng và bài thơ tôi tặng. Thế nhưng sau này đấy thì lại nàng thú nhận là là em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì sợ quá, vì em còn nhỏ quá, cho nên là em đã bỏ lỡ. Thì tôi đã tặng nàng cái bài thơ là nước mắt rơi và nụ cười héo hắt như thế này. Nước mắt rơi vội vã như cuộc vui, sau tắt lặng nụ cười là ê chề buồn bã, men rượu tình si và trái tim vật vã, lơi là kiếm tìm những mộng ước u mê. Hãy về đi, mơ hoài niệm chốn quê, thanh thản nhớ cả chặng đời neo đậu, nơi tĩnh lặng hồ, những đồi chè nương đậu, những gọi mời sóng sánh đòi chè xanh. Hãy tìm quên cùng gió mát trăng thanh, dẫu buồn lắm tiếng chuông chùa đêm vắng, hay ở những buồn vui mái nhà quên nắng ấm, vẫn vô vọng đợi chờ chút hạnh phúc chơi vơi. Thế còn hơn những giọt nước mắt rơi, dẫu cuối đời rồi trái tim ai tan nát, đau đớn mối tình đầu vẻ tàn phai héo hắt, chua chát mãi nụ cười rạng rỡ buổi hoàng hôn. Đúng như là tâm trạng của Phú Quang, tức là bớt cho em tránh một lời chào, mà bớt cho đời một chút gió lao xao. Xin hết. Vâng, rất là xúc động anh ạ. Và em thực tình hôm nay cũng phải thú nhận rằng là lâu nay chuyện trò với anh ở trên sóng, giao lưu với nhau đôi câu ba điều, chỉ biết đến anh là một giảng viên của trường Đại học Đồng Nai, nhớ đến anh là một nhà nghiên cứu sử học, nhớ đến anh là những vấn đề về bài viết, về vấn đề văn hóa xã hội mà nó liên quan đến cuộc sống, đến quê hương, đến đất nước, đến con người, và gần như là mệnh nước. Nhưng khi càng tìm hiểu, càng lắng nghe, càng chia sẻ thì mới thấy ở anh bài thơ nào anh viết cũng đong đầy cảm xúc, và nó xuất phát từ một cái tâm hồn vô cùng trong sáng và hoài niệm vàng quý vô cùng. Và nhất là hôm nay với cái nét đượm buồn, chia xa người bạn, những người đồng hành trong suốt quả cái quãng đường rất là dài, nhiều chục năm làm nghệ thuật, cống hiến và để lại cho đời những cái tác phẩm, rõ ràng anh đã và đang có những cảm xúc dâng trào. Và ngay những bài thơ anh đã viết nhiều năm trước, hôm nay đọc lại cũng lại rất đong đầy những cái cảm xúc. Bởi vì không phải một bài thơ ấy, một nội dung ấy, nhưng cái cảm xúc lúc nào cũng giống nhau. Và rõ ràng hôm nay anh đọc lại bài thơ anh đã sáng tác nhiều năm về trước, nhưng với cái chớm lạnh xe mùa đông, với cái mà cái cảm xúc
man mác buồn khi người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn. Rõ ràng nó nặng hơn, nó xúc động hơn, nó tâm trạng hơn, và ngay cái âm hưởng cũng đã để lại cho những người nghe rất là nhiều cái rung cảm. Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh. Và không biết là chú anh Bùi Anh Kha, Bùi Văn Khang, anh xúc động như thế nào, cảm giác như thế nào khi lắng nghe những cái chia sẻ của anh Bùi Anh Hoàng Anh Khiêm về những cái bản thơ mà rất là xúc cảm như thế. Anh có thể chia sẻ với cái cảm xúc của mình được không? Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, tôi cũng đi vội về để đến cái chỗ tôi nhớ lại cái bài thơ hôm qua. Tôi vừa đi, tôi vừa nấc lên. Thật ra như vậy, nấc lên bởi vì là những tôi lại nhớ lại, lại nhắc lại tình bạn, tình người anh ạ. Nó lớn lao lắm, nó cảm động lắm. Tôi vẫn còn đang bây giờ, anh thấy tôi cũng còn hồn hển để với lại những cái cảm xúc của anh Khiêm. Tôi nặng lòng là không biết đã ra đi trước mình. Thật là lại anh Khiêm anh lại cho biết là khi mà nhạc sĩ trước khi ra đi thì lại cũng ở cái bệnh rất hiểm nghèo. Nó hiểm nghèo và đồng thời nó là nó đến cái mức mà rồi cũng chỉ nhìn nhau không nói được nên lời. Tự nhiên là cái cảm xúc ấy nó nghẹn ngào trong mình lắm không ạ? Đấy. Bây giờ nó mới đấy, bây giờ nó mới phải nói là nó mới hoàn lại một chút cái tâm tính ấy mà. Để anh thấy là cái con người với nhau khi mà đã hợp nhau, đã cùng chung sống với nhau một thời gian, đã nặng tình nặng nghĩa với nhau, nó rất là khó. Tôi cứ tưởng tượng như tôi cũng đang là ở trong cái tâm trạng của anh Khiêm ấy, về cái tình bạn. Cho nên là cái đêm hôm qua đấy, tôi lại nói lại là bây giờ thì tôi về đến chỗ cái nhà đây thì tôi có thể là tôi nhớ là cái bài mà viết, nhưng mà về để mà cũng cùng chia sẻ với anh Khiêm về tại sao chúng ta lại có những cái tình bạn nó thắm thiết, cũng như là anh với tôi với lại anh thám tử ẩn danh hai, chúng ta cũng mới gặp nhau thôi, nhưng mà dường như mỗi một sáng chủ nhật mà không gặp được nhau lại nhớ nhung nhau và có những cái tâm sự vui, tâm sự buồn, và đồng thời nó chúng ta sống với nhau nó sâu lắng lắm, sâu nặng tình người lắm. Tôi quý cái này lắm, thật sự. Thế thì đây tôi lại nói này, vì này tôi lại cũng lại ở Hà Nội thì lại nói nhớ Hà Nội. Thế thì hôm qua cái đấy tôi lại nhắc lại cái cô bạn cô với viết cho tôi xa, tự nhiên cô viết cho tôi là họa mi xuống phố anh Khiêm ạ. Thế thì bây giờ em mới rút lấy cái tờ bản thảo ấy thì đọc cho hai em nghe. Về đấy cũng là tình bạn thôi, nhưng mà đến lúc mà tự nhiên đến cái chủ nhật này cũng muốn nói một câu chuyện gì với nhau thì chị viết bằng thơ thì tôi cũng đọc bài thơ trước là họa mi xuống phố. Họa mi xuống phố hôm nay đông như ấm lại mê say bóng hình, hòa cùng sương sớm lung linh thanh thanh mềm mại quy sinh dáng ngà chị vàng anh trắng tung đưa theo gió bay cố kể lại mặt nai để bâng khuâng suốt ngày cổ kim tầm chính trong ai hỡi. Tôi viết ngày hôm qua phố thì gặp tôi có một cái nỗi niềm và tè không gặp chú bơi chủ nhật này thì nếu mà
thì gặp nhau một chút nhưng mà không gặp được, cho nên hôm qua tôi lại phải làm một cái bài thơ để đáp. Có khi thì chỉ xuống uống với nhau cốc cà phê xong nói vào vào thì thôi, nhưng mà gặp được nhau thì tôi viết cái bài này. Hứa hẹn hoa mấy đêm mơ ngày em anh em chờ một chút con một ngày dài phố hoa ơi mãi không tôi biết xong lúc 23 giờ 30 cái tình cảm bạn bè với tình cảm con người dù là luống tuổi rồi thì vẫn cứ như ngày một ngày xưa đang học với nhau, cho nên là chủ nhật thì cũng có khi cả tháng thì mấy đứa chúng tôi hẹn đến đi uống cà phê chỗ nào đấy. Thế thì chỗ anh Thanh xem lại xem cái âm thanh chỗ anh Khiêm nó chẹt chẹt quá. Chúng tôi thì cũng có những cái phố về phố gặp nhau mà, thế thì xuống đây thì không gặp tôi, thế thành thử là bạn để lại cho tôi một cái bài thơ như thế này là Họa mi xuống phố đấy, đầu đề nó là như thế, thì tôi đọc cái bài Họa mi xuống phố, khi gặp được nhau thì bác ấy để lại bài thơ nhắn lại cho tôi như sau: Họa mi xuống phố hôm nay đông như ấm lại mê say bóng hình, hòa cùng sương sớm lung linh thanh thanh mềm mại tươi xinh dáng ngà nhụy vàng bóng trắng kiêu sa đung đưa theo gió là đà hương bay. Họa mi xuống phố mỗi ngày phố đang trẻ lại đong đầy mắt nai, để bâng khuâng suốt dặm dài cổ kim đằm thắm trong ai. Hỡi người, bạn ấy viết vào ngày 10 đêm 11 là đêm qua tháng 12 năm 2021. Thế và tôi cũng đêm hôm qua tôi phải viết đáp lại để họa lại cái bài của bạn ấy như sau: Phố hẹn hoa mấy tháng nay, đêm mơ ngày mộng men say ngắm hình, trong veo tim khát chốn linh, phong sương phố cổ hoa xinh tháp ngà, tâm hồn đăm đắm kiêu sa, sắc hương trời đất theo đà mây bay, trăm năm mộng ước có ngày hoa sinh phố trẻ tràn đầy hồn nái. Trăm năm bỗng một ngày dài phố hoa ơi mãi trong ai cõi người. 23 giờ 39 phút đêm 11 rạng ngày 12 tháng 12 năm 2021. Đấy, cái tình cảm ở nhau nó đằm thắm như vậy, và chúng tôi cũng có những cái bạn bè nó gửi thơ phú, cho nên chúng tôi cũng đến với nhau hay là dù là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn cứ như như tâm hồn rất trẻ. Chỉ mong là những thứ bảy hoặc là những chủ nhật khi thì anh tới lúc em sang. Đấy, hôm nay rất tiếc là cũng cái bâng khuâng là tiễn nhạc sĩ Phú Quang rời khỏi cõi đời, thì mình cũng có những cái nỗi cũng hơi buồn là vì bạn đến mà không gặp được mình, lại bâng khuâng nhớ bạn mà
mà tự nhiên nó có cái cảm xúc tức thì kể cả hai đứa và làm thơ cho nhau. Tôi tướng cùng với gửi cái mạng là phát kênh thám tử cái ai hôm nay, đồng thời tôi với bạn của tôi để thấy rằng là khi chúng ta quý nhau, chúng ta trọng nhau thì không có cái gì ngăn nổi được, thì trừ có những cái như hôm nay thì tôi cũng có cái có việc đột xuất, thực ra là cũng tâm sự như thế để thấy rằng là tình cảm con người rất là cao quý. Tình cảm của chúng ta trong thời gian vừa qua không những là cả ba chúng ta thôi mà còn rất nhiều người trong Nam ngoài Bắc miền khác cũng đang nghe những lần thơ như thế này, tự nhiên là thấy nó ấm lòng cao cả, như là cựu chiến binh của chúng ta khắp Bắc Trung Nam đều chung một lòng để đảm bảo cho cuộc đấu tranh của chúng ta thắng lợi, và Hồ Chí Hải sẽ oan sớm về oan oan, và đồng thời cũng là cùng với Đinh Vũ Thường nữa, coi như là những nhân chứng sống để chúng ta sẽ đưa đến thắng lợi và góp phần vào cái việc mà ổn định cái nền tư pháp của nước nhà, mà kể cả ba anh em mình để đau đáu cùng với các cựu chiến binh luôn luôn là chờ ngày chiến thắng. Thì tôi cũng có một cái tự nhiên khiến sự thực là mình cũng có cái nên anh em man mác buồn vì cũng cũng tự nhiên cũng có cuộc nhớ đấy chứ hả anh kia Dạ nhỉ. vâng, đúng như thế anh Khang à, và cũng là duyên kỳ ngộ, thật là vui mà cũng là may mắn. Em là thế hệ đi sau nhưng rất là may mắn được tiếp cận, được làm quen và được gặp gỡ các anh. Nó như là một sự may mắn của cuộc đời, nó là sự may mắn của cuộc sống. Và được đúng là đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, ở với ma mặc áo giấy. Đúng là gần gũi các anh, chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống, chia sẻ những hiểu biết. Em cảm thấy mình lại lớn lên rất là nhiều, mặc dù cũng đã ngoài 60 nhưng vẫn được học những cái điều đáng quý. Và có lẽ hôm nay chỗ cái sóng anh Khang nó hơi kém một chút, thôi là nhường cho anh ở buổi sau. Còn hôm nay cái sóng cho anh Khang rất là khỏe và cảm nhận được cái nét buồn man mác rất là nhiều ở anh. Và nếu có thể mà hôm nay anh cho một chút nhạc nhẹ nhẹ du dương, và bất cứ một bài thơ nào, một bài hát nào hoặc một bài bài nhạc nào của anh hôm nay đọc lên cũng rất là đầy cái cảm xúc, đầy kỷ niệm và đầy những cái sự uy cái suy tư. Và có lẽ hôm nay anh đọc bài nào cũng được, chia sẻ đến mọi người để chia xa người nhạc sĩ tài ba mà anh cũng như bọn em luôn luôn ngưỡng mộ. Và bản thân anh cũng chính vì đó mà cảm giác cảm xúc được rất là nhiều bài thơ, những bài viết đã để lại cho những người yêu nhạc, yêu thơ, yêu những cái điều tốt đẹp của cuộc sống. Vâng, có thể là mời anh bất cứ là bài thơ nào anh đọc hôm nay cũng rất là cảm xúc đấy ạ. Vâng, mời anh ạ. Bạn Hương Đào viết như thế này, chắc là bạn gái. Thì nhạc sĩ viết về Hà Nội nhiều nhất đấy là anh Phú Quang, và nếu không có Hà Nội thì không có âm nhạc Phú Quang. Vâng, có lẽ đó là câu kết tuyệt vời nhất đấy ạ. Anh đã viết rất nhiều bài, ví như Đâu Phải Bởi Mùa Thu, Đam Mê Hà Nội Phố, Im Lặng Đêm Hà Nội, Chiều Phủ Tây Hồ, Hà Nội Ngày Trở Về, Phố Cũ Của Tôi, Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi. Khi mà phải xa Hà Nội đấy thì anh luôn nhớ đến cháy lòng, ngay cả giữa mùa đông anh đang ở phương Nam xa xôi ấm áp. Anh Phú Quang ra Hà Nội năm 2008 từ Sài Gòn này. Nỗi thương nhớ Hà Nội của anh đến cái mức là muốn mang cả Hồ Gươm đi chú đồng, nhưng mà không làm sao mang nổi đẹp sông Hồng, làm sao gói nổi heo may giá rét, thôi đành để lại cho gió bấc trong. Chúng ta nghe thấy cồn cào và rưng rưng nước mắt. Thanh trong bài Hà Nội Ngày Trở Về thì Phú Quang viết như thế nào: Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng nỗi cũ,
cũng bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Như ngày xưa chạm bay áo mộ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuồn đỏ mãi trong tôi. Một hội dư phong cổ kính hoài cổ, có tiếng lên ngay tàu điện như tôi đã nói. Vừa để chúng ta đi ra đầu ngõ, đón đưa mẹ đi về. Có hồ Gươm, có hồ Tây, có sông Hồng, có cây cầu trên 100 năm tuổi, có 36 phố cổ, phố phường, có 4 mùa trong ca khúc các khoải cùng năm tháng. Thế thì rất nhiều thi sĩ, rất nhiều bài viết về nhạc sĩ Vũ Quang để nói lên cái cảm xúc của mình trong cái ngày chia xa đau buồn này. Thế anh Thái Thăng viết thế này: anh vừa mới đi qua cái cầu Nhật Tân đấy, mà về khu Ba Đình đấy, về phố Đội Cấn của anh rồi là đến tang lễ. Anh viết là hãy đừng nhìn nhà cao nhiều và đầy dãy xe hơi bóng đội, quán bar những bờ biển bị rào lại. Chúng ta cần nắm lấy, nhưng có phải của ta đâu. Mong manh nhỉ. Nhân dân bao giờ cũng bị lợi dụng bởi nhóm lợi ích lạm quyền. Và anh đã viết cái bài nương nhờ như thế này: tôi nương nhờ vào nhân dân tôi để sống. Những bàn tay đen lúa suốt cuộc đời, vào tiếng cười hồn nhiên, vào ngày đại sinh sôi. Tôi nương nhờ vào những oan khiên tồn tại, những giả trá tồn tại, những mất mát tồn tại, và những câu thơ ống tuốt tụng ca, những bài hát sặc mùi, sặc màu diêm dúa. Nếu có giặc, ai lên đường từ đó? Nếu có giặc, du mê nhảy múa, và nghìn ngôi nhà sang trọng kia có thành nòng súng cản đường. Tôi nương nhờ hoàng hôn, nương nhờ đất đai, mà đất đai chảy máu. Nương nhờ vào mẹ, nghèo chỉ hát chân ta. Ôi, tôi vẫn biết đời mẹ nghèo và tủi nhục. Đời mẹ nghèo vẫn cơ hàn cất thực. Đời mẹ nghèo vẫn gánh gồng bãi mía nương dâu. Đời mẹ trắng tay. Từ rất lâu, tôi vẫn nương nhờ tâm hồn của mẹ. Tôi vẫn yếu tha thiết làm giàu. Tôi không biết máu bao người đã đổ. Mẹ nghìn năm như đang đâu đó, những nhung lụa đâu đâu thành hoang tận chiều đen. Có một điều ta nhìn đời là thực, tâm hồn mở ra đi khắp ngọn lửa trong tim. Anh viết vào năm 2015 mà đến nay thì nó vẫn là thực sự. Thế thì nối nghiệp thơ của Thái Thăng Long thì tôi có viết cái bài Cao Bình Mơ mới là cũng đã vài năm rồi, là Văn Chính Luận là Bốc Mùi Hôi Thối. Chinh chiến triệu mạng người, nuôi mập lũ thịt xôi. Đơn độc đói nghèo vẫn suy chờ mất nước. Chiêu thống lẻn sang tàu, dâng hải đảo biển tôi. Cũng nhiều năm trước tôi nói với anh Thái Thăng Long, với nhà thơ Bùi Mạnh Hào và tất cả những văn nghệ sĩ mà tôi gặp, tôi nói như này: tôi là rất quan ngại khi mà lãnh đạo đất nước đã không thể nói gì về lòng yêu nước, thương dân, hãy lo lắng cho sự an nguy của chủ quyền dân tộc. Chúng ta thấy rằng VTV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đấy, nhiều lần nói cái từ quan ngại này, nước lạ tàu lạ. Cái nền văn chính luận nó bốc mùi hôi thối là như vậy. Và chúng ta trải qua rất nhiều cuộc trường chinh, 5 triệu mạng người, nuôi mập lũ thịt xôi, vài trăm đứa.
có thể là vài ngàn đứa. Và chúng ta những cựu chiến binh, những nhà tri thức, những nhà khoa học, nhân sĩ yêu nước thì vẫn đơn độc đói nghèo, vẫn suy trở mất nước. Trong khi đó đấy thì chiêu thống lẻn sang tàu, dâng hải đảo biển khơi, những dự án nó đang sắp sửa diễn ra đấy. Thế thì Thái Thăng Long nó viết một cái bài chiều, gọi là buổi chiều của những ngày buồn. Mơ nắng ban mai mà đã chiều rồi, sương trắng nghìn năm răng mờ phố cũ, hoa cau lại rơi trắng cửa, ai hẹn tình ai, ai hẹn tình khác, nhớ một nốt trầm. Chia nửa phần hồn cho sông, chia nửa phần hồn để về với cái lạnh. Ngoài kia bầy chim im bặt, ngoài kia mỗi ngày héo úa rong rêu, ngoài kia cô liêu, ngoài kia ngủ mơ rộng dài năm tháng, ngoài kia canh bạc dù có phấn son cũng rõ mặt người, ngoài kia người cứ nói cười, tay nâng hoa sen mà buồn đã bằng. Thời gian cùng tôi vẫn hát, thời gian chứng định năm dài, thời gian cho em hóa ban mai. Tôi như kẻ say rông dài như thế, lọc mùa để còn chi kỷ, thương mùa tàn úa xanh xao, chiều nào cũng đợi hoa đào rét về cho môi em ấm. Em là dòng sông cho tôi khỏa lấp chiều sương, mơ một hừng đông. Tháng 12 năm 2017. Thì chúng ta cùng nghe lại cái ca khúc tên là Sẽ Là Em Khi Thua Chốn Đông Sang, mà do chính Phú Quang đó, là ngẫu hứng là chơi piano và cho các bạn hữu nghe. Chúng ta nghe được không ạ? Vâng vâng vâng, đang rất là tâm đắc và nghe rất là rõ nhỉ. Vâng. Hôm nay có cái tâm sự rất là khác. Vâng, tâm sự của anh hôm nay rất là khác, rất là xúc cảm và cũng rất là đi vào lòng người. Như em đã từng chia sẻ ngay lúc đầu, cùng một bài thơ ấy, cùng một bài hát ấy, nếu như ở thời khắc buổi khác thì nghe nó lại vui ở một cái giai điệu khác. Nhưng cũng bài hát ấy, bài thơ ấy hôm nay anh đọc lên, rõ ràng nó không những là đong đầy cảm xúc mà nói rất nhiều về Hà Nội, nói rất nhiều về mùa đông. Mà khi nhắc đến Hà Nội, nhắc về mùa đông, nói đến nhạc sĩ Phú Quang, cứ man mác là Hà Nội ngày trở về, ngày Phú Quang về với đất. Cái nơi ấy chứa chan rất là nhiều nỗi buồn, lại là sự hào hoa, chia xa và nỗi nhớ. Vâng, cái dòng cảm xúc của anh hôm nay cũng rất là lạ, lại là chia sẻ của rất là nhiều người hâm mộ và yêu mến Phú Quang. Để tiến anh về nơi vĩnh hằng cũng lại là ghi cái thơ của anh, ghi cái nhạc của anh. Và rõ ràng thơ và nhạc ấy đã bắt đầu ghi sâu, ghi đậm vào trang sử của nền văn học nước nhà, thi ca nước nhà. Và chắc chắn nó sẽ còn mãi với thời gian. Vâng, đó là cái dòng cảm xúc mà em cảm nhận được ở anh của bất kỳ một cái trạng thái bài thơ nào hôm nay. Để tiếp tục, vâng, xin mời anh, vẫn là cái dòng cảm xúc ấy, anh đọc bất cứ một bài thơ nào của nhạc sĩ, của các cái thi sĩ mà nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc đều là tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Anh có thể tiếp tục được không? Vâng, mời anh. Vâng, trong cái mùa đông buồn bã này thì có lẽ là tôi chỉ đọc mấy câu thơ của chính nhạc sĩ Phú Quang và chính anh phổ nhạc cho cái mấy câu thơ này. Đó là cái bài Hà Nội Và Em Khi Thua Chốn Đông Sang. Thu rất thật thu là thu chốn đông sang. Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn. Anh rất thật anh là anh chọn ra đi nhẹ gọn, để tránh cho em bớt một lời chào, và tránh cho đời một chút gió lao sao,
xin hết. Vâng, có lẽ là bài thơ cũng là số phận, cũng là định mệnh của nhạc sĩ Phú Quang. Ra đi cũng rất là không ồn ào, nhẹ nhàng, thanh thản. Và để tránh cho một lời chào không những là của riêng em, đúng không? Của rất là nhiều người, của rất là nhiều độc giả, khán thính giả cả nước và trên thế giới đều tránh những cái lời chào xôn xao, ồn ào, nhưng vẫn là thầm lặng, vẫn là kính nể, vẫn là tôn trọng và lặng lặng để anh ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng. Và để tiếp theo có lẽ là xin mời anh Bùi Văn Khang chia sẻ một chút, để có lẽ là thời lượng của chương trình cũng rất là nhiều cảm xúc, nhưng thôi, mỗi một buổi sáng chủ nhật, mỗi một buổi cà phê buồn cũng là đong đầy những cái cảm xúc ấy. Và có thể là để kết thúc chương trình của buổi hôm nay, anh Bùi Văn Khang có thể là chia sẻ một chút cái cảm xúc và bình luận gì về cái bài thơ cuối cùng mà anh Hoàng Anh Khiêm vừa chia sẻ. Đó là bài thơ của chính tác giả là Phú Quang, anh đã phổ nhạc và để lại đúng là rất là nhiều dấu ấn cho rất là nhiều thế hệ. Đến hôm nay, mặc dù đã qua rất là nhiều năm, nhưng cái cảm xúc ấy vẫn như còn mới nguyên, và để cho anh ra đi một cách tuyệt vời nhất. Vâng, mời anh Hoàng Anh à, mời anh Bùi Văn Khang ạ. Vâng, xin thưa như thế này, trong cái buổi hôm nay thì không những chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Phú Quang mà chúng ta nhớ đến rất nhiều những văn nghệ sĩ đã để lại cho cái đất nước này một nền văn hóa và cái lịch sử. Nhưng mà tôi cũng man mác buồn hình như Bộ Giáo dục có cái gì đấy không tôn trọng lịch sử, e rằng lịch sử sẽ bị cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai là cái văn học thì lại những cái văn học cũ thì người ta lại 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 quên đi những tác giả lớn. Tôi nói ví dụ như ở Hàn Nam Ninh chúng tôi có cũng tự hào vì có là văn đấy. Tôi đã nhớ đến các cũng man mát buồn một cái bài thơ của tôi lại mấy người đã quen đọc, và tôi cũng cái cảm xúc của tôi nhớ sao thì tôi lại tưởng tượng là những giây phút chúng tôi uống rượu năm cao trong một cái đêm rồi là hậu khí phèo phèo đến nỗi muốn thì ở đây là liên hệ đến là Hồ Duy Hải muốn làm người đã bị thế thì cái buổi nay cũng là nghĩa rồi. Thế nên tôi nghĩ rằng là cũng không còn gì nói hơn nữa, và chúng ta cùng hướng nhé. Chúng ta ở xa nhưng chúng ta cũng nhạc sĩ thơ rồi cũng đã nói nhiều, và rất nhiều ca sĩ nhạc sĩ rồi là những người hâm mộ viết là những điều chia tay với nhạc sĩ Phú Quang. Thì đây chúng ta cùng nghe lại cái ca khúc mà tôi vừa mới nói, vàng Hà Nội là em khi thu trống đồng sang, do Phương Anh trình bày. dạ vàng đó là Chúng nghe tuyệt vời lắm nhất. chưa? Vàng một chút dấu và trắng cho em bớt một nơi trắng. Thu rất thật thu là khi trong đông gió em rất thật đẹp là lúc em hoang mang lựa chọn. Là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn để vẫn cho đời một chút sâu xa và tránh cho em đã có lời chào.
Anh sẽ là